Đây bố mày. Đây, anh Nhâm đi rừng này, bắt đang ong này. Quay thôi. Quá tuyệt vời đấy. Hai tăng bố mày. Vào đây uống rượu và tự nhiên lại bắt đang ong đấy mới lạ nhỉ. Bố rồi chú. Cái con tổ mình sao bé thế? Nhưng mà loại này ở dưới đất chứ phải không? Nó tập đấu cây. Bảy nhỉ? Mùa này ong năm bảy. Đúng thật. Tổ này là tổ cây. Là một bảy cốc đưa đi bắt đi. Cất 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 cất. Tổ này tổ dưới đất. Tổ kia là tổ trên cây. Là bảy cốc đưa. Cái này. Đúng như lời hứa nhá. Hôm nay là giãn cách xã hội phát được đi vào rừng ngay. Đấy. Anh em vào rừng nhé, nướng gà kia, thịt kia. Và đi bắt ong. Hái sim. Trọng nát bảo vệ vào bây giờ đưa anh đi hái sim. Ui nó bay đen đầu rồi kia. Quái ít hơi ít, cẩn thận nó chít. Ong này vẫn non, nó chắc nó không ác mấy. Mày không? Nặng lắm. Ồ được. Đó, xem nào. Có ong đầu tiên. Đây chính là ong vàng nhé, ong vàng. Ừ, được. Khá nhiều nhộng này. Không cầm túi đi ạ? À? Đây có túi đây, cầm để anh lấy túi. Đánh túi đây. Ủa được đấy nhỉ. Sim ở mình như này thì lâu mới chín. Nghe tí. Anh em đi lần ong nhá. Tiếp tục. Đang mùa me này. Sai thôi rồi. Rất chi là nhiều me. Đoạn kia có một cây xài lắm. Tôi đang theo dõi con ong vàng này nhé. Cắn cây này xem nó bay đi đâu. Nó vẫn chưa bay như này. Nó bay là nó về tổ. Đi đánh ong đèn quá, mưa này. Đâu, cửa cổ nữa à? Đây này, bên này là ở bên khe bên này này. Nó lao xuống đấy phát. Mày hết. Chưa đầy rồi. Ồ. Được. Chưa bịt luôn. Nặng lắm. Đây này Huỳnh ơi. Ở bên trên ngõ bên này. Thầy thấy nó lao xuống đấy rồi mà không. Đây. Anh đứng ở bên kia không thể nào chui xuống được cái bụi cây. Không, nó chỉ ở sườn đấy thôi. Nó không vào. Nó không vào bụi cao đâu. Thấy ở đây á? À? Đây có tổ chim này. Nó bay ra á? Nó ra đây đây. À, một trứng đỏ lư. Sao trứng chim gì đỏ này nhỉ? Đây là quả tròi mòi hay là quả cơm nguội nhé. Quả này ăn rất chi là ngon nhé, ngọt ngọt chua chua ấy. Anh em để hôm vào rừng cái cách mì. Mưa này chán. Xin bắt đầu chín nhé. Mỏng. Mưa ướt này. Mưa mới chán. Được bữa hết cách ly chuyển sang giãn cách anh em vào rừng. Hay xin lại mưa này. Ổi vẫn xanh lắm nhé. Xong rồi xuống đoạn kia tìm ong tiếp nhỉ? Sao đoạn kia nó phát quang nhỉ? Đoạn dưới đường vành đai của bộ đội kìa. Tình hình là vừa mưa xong. Lại lắng cái này. Không thấy một con ong nào luôn. Hả? Khe đây đấy. Ở trong này bộ đội nó
Nam Hào quân sự nó ở đây chỗ ô vuông đẹp. Tình hình là lắng này, ong thất bại. Dạ, mấy thanh niên này hết, hết dịch sướng quá. Vào rừng ngựa ngồi chịu giữa chỗ lắng cái này thì chịu rồi. Chỗ này lắng cái gì? Tình hình là mưa xong lắng. Anh em thay đổi chiến thuật lên hẳn giữa núi ấy. Toàn cây thôi. Tâm mát. Chất đi. Sim thì không thấy đâu. Sim vẫn xanh quá nhỉ. Nghe này anh em ơi, này cho rượu ra. Nhanh run tay em. Đấy chưa? Tình hình là 12 giờ kém như mấy. Quá tuyệt vời. Vẫn còn mấy quả sim, mấy quả me. Tay nào người cầm. Hôm nay là ngày giãn cách đầu tiên anh em tôi vào rừng chiến. Đây kẹp chân. Ui, hôm nay còn dao để bắt cái dây ra. Nào anh em, chúc mừng buổi giãn cách đầu tiên thành công. Tốt đi. Mong cho lục ngạn nó hết dịch. Kiếm ăn chứ không thì chết. Nhãn bắt đầu tới rồi. Rượu lặng thế. Đưa anh chạy nước. Rượu nhà mày lấu à? Ôi lặng lắm. Ổn định đi, ổn định đi. Ôi, mời mọi người cắt cơn nhá. Anh mà đưa chai rượu đây thì em chả đưa chai rượu rồi. Ăn đi, ăn đi. Nước đây mà. Chua quá sao ấy. Làm cái lá thau. Phải lá thau không? Lá thau là gì? Rau rừng. Mình nhìn thấy không? Mình bảo mình sẽ. Sau này làm sôi quá chứng kiến. Sôi đen đấy. Chỗ này chương trình sớm đẹp. Chân giò lớn. Chân giò giờ đấy anh em mình không có. Đấy, sớm đẹp. Bọn đặt trước hết rồi. Đâu, Đức Hoàng quả. Sáng ngày mình định ra, còn đéo đi ra nhà ông Nam uống rượu cơ. Sáng như Đức Hoàng còn bà đầy. Cũng không ý định vào rừng hiểu chưa. Huỳnh nó nhắn tin thì hứng hứng thì đi luôn. Hồi tạm dừng đây uống rượu. Mình thái một bát hành thì không có nằm lộn. Đúng kiểu là vào rừng rú này. Ăn cái gì cũng ngon đúng không? Nó nói bột canh nó dã. À muối. Vậy lắm. Ngồi là phải đi. Mình ít mồi làm gì thì cúng. Công nhận ong thơm. Tuyệt vời. Ong thật thơm. Nón mà mùa này dài nhỉ. Bữa đêm đi ăn hội. Tình hình là rượu quá lặng anh ạ. Chế luôn rượu hoa quả sơn luôn. Chính là sim. Lúc đi tốn bộ này không ăn à? Rượu lặng kinh khủng. Đi tốn xúc xích. Cháy cổ. Đấy. À, chế đi. Ui, màu đẹp chưa? Hả? Tuyệt vời. Tuyệt. Đúng không có cái gì ông quá. Còn đéo gì ăn rừng ấy các cái ngoan đói đi. Ui, dễ hơn tí. Huy cứ bảo không có đồ ăn chứ bốn anh em con gà vào rừng là đủ. Để chịu. Đây, đây cái khác. Ui, mùa này nhậu óng lắm mà. Cái bọn nó lấy ghê rồi. Để bán đấy. Đây nhá. Nó lấy để ăn. Đi tìm em đang rượu để gặp một sư phụ rừng chuyên đi bắt ong. Tôi đi kia ra đây. Ôi. Facebook mà không ăn thì không ăn. Tao có ăn được đâu. Em ơi. Bốn tổ rồi đây. Kiếp ơi. Đưa cái cầu. Bây giờ mày. Đâu đây quay lốt xuống đây. Ngồi tí. Chuyến luôn. À đây đây. Ông đây đây. Đến mẹ đây rồi. Mày chắc có mùi ong rồi sao ấy.
Đây lấy cái loại này. Đấy. Lấy nhiều nhộng mấy tầng. Bán chứ không? Không ai lấy về ăn rồi. Lấy về ăn thôi á. Loại ấy bắt kiểu gì không? Đấy, đốt đi. Nhưng mà làm sao mà biết thằng cổ lo đâu? Tao bọn Sơn Long này đi à. Một lần nói làm gì không tìm quen không tìm được đâu. Nhưng mà thấy tìm con cái này phải nhiều nghệ thuật lắm. Nhưng mà mình thấy con kiểu này mình tìm kiểu gì? Không tìm được. Nó xuống lấy nước mới tìm được. Như bọn em giờ tìm nó cho là nhìn nó mà dễ nhìn, nó mà chỗ qua nhìn phát từ đây đến đỉnh đồi luôn. Đúng rồi, nó bay thẳng hay bay ngang? Nó bay thẳng đi xong rồi nó lao phát xuống. Đúng rồi, thì là nó tổ ngay gần đây chứ còn tổ nó mà lao thẳng đi. Còn bình thường như thế tìm nó không tìm được đâu. Mình chịu rồi. Mình ra đi là xong rồi. Tuấn nó mà đi nhìn nó mắt thì rẻ mắt cận đấy. Đây mắt hai đây, mắt hai đây. Đứng đồ đây không đẹp, vào chỗ đi qua cái chạm muối kia, vào một tí cái khe đi mát lắm, buông xong xuống tắm chỗ cái hồ đấy gì, cái ao đấy gì đâu, khe trên gì, khe trên đấy, chỗ đấy mới mát. Anh chả cái rừng mã này anh thuộc như lòng bàn tay, anh không phải nói phép. Trời chỗ nào anh biết hết. Căn bản là anh em ở ngoài kia đi, có nghĩa là qua cái trạm gác lên trên mãi cái khe tràn lên vào trong nó cái thác đấy phải không? Ủa đấy đầy bắt cua đá suốt. Bếp trưởng ấy đi rửa bát. Rửa bát luôn. Đây bố mày. Ê, anh em đi rừng này bắt đang ong này. Đi. Quay thôi. Quá tuyệt vời đấy. Ai tăng của mày. Vào đây uống rượu và tự nhiên lại bắt đang ong đấy mới lạ nhỉ. Nó rơi xuống. Đây. Cái con. Cái con. Tổ mình sao bé thế. Nhưng mà loại này ở dưới đất chứ phải không? À. Nó tập đâu cây 7 nhỉ? Mùa này ong đang 7. Đấy đúng thật. Tổ này là tổ cây. Là tổ cây. Là bọn 7 cốc được đi bắt đi. Tổ này tổ dưới đất. Tổ kia là tổ trên cây.